Bản tin kinh doanh và pháp luật. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Kinh doanh và Pháp luật được thực hiện trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 do Bộ Tư pháp chủ trì, Đài Tiếng Nói Việt Nam và Công ty Alo Media phối hợp thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, kiểu dáng công nghiệp là một trong những đối tượng bảo hộ của quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Mọi cá nhân, tổ chức khi có đủ điều kiện đều được bảo hộ kiểu dáng công nghiệp của mình. Thực tế cho thấy có không ít các vụ xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp đã và đang xảy ra xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Theo đánh giá của các chuyên gia, hiện nay vẫn còn một số hạn chế bất cập trong chế định về quyền đối với kiểu dáng công nghiệp gây khó cho các doanh nghiệp. Vậy, hạn chế bất cập đó là gì? Đâu là lưu ý cho các doanh nghiệp trong việc đăng ký bảo hộ và sử dụng kiểu dáng công nghiệp để tránh những tranh chấp và thiệt hại không đáng có? Xung quanh vấn đề này, chương trình Kinh doanh và Pháp luật hôm nay sẽ có cuộc trao đổi với luật sư Lê Quang Vinh, Giám đốc Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Bros và Cộng sự để giúp quý vị và các bạn cùng hiểu rõ. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vâng, xin chào luật sư Lê Quang Vinh ạ. Thưa luật sư, từ thực tiễn hoạt động tư vấn, ông có thể cho biết hiện nay có những cái bất cập hạn chế gì trong chế định về quyền đối với kiểu dáng công nghiệp đã và đang gây khó cho các doanh nghiệp ạ? Theo cái góc nhìn của tôi thì hiện nay chế định về bảo hộ kiểu dáng của Việt Nam là có hai hạn chế rất lớn. Cái hạn chế đầu tiên ý là cái hạn chế về cái sự khác biệt về cái tiêu chuẩn đánh giá, cái đặc tính khác biệt cơ bản ở trong thủ tục xác lập quyền và trong thủ tục xác định hành vi vi phạm. Hiện nay là rất khác nhau. Chỉ khi nào kiểu dáng nghi ngờ bị rơi vào trạng thái là bản sao hoặc về cơ bản là bản sao thì mới bị xem là chứa yếu tố vi phạm. Thì dường như phạm vi kiểu dáng được bảo hộ nó mang tính chất hẹp quá. Thì đấy cũng là một cái hạn chế dẫn đến cái tính hấp dẫn của cái hình thức bảo hộ kiểu dáng ở Việt Nam là tôi cho rằng là chưa được tốt. Cái hạn chế số 2 là chúng ta chưa chấp nhận bảo hộ kiểu dáng từng phần. Trong kiểu dáng tổng thể thì việc xác định để tách bạch các phần đó là rất khó, rất phức tạp. Thì nó cũng dẫn đến cái tranh cãi giữa các bên về vấn đề xác định phạm vi bảo hộ kiểu dáng. Ngoài ra thì còn một vấn đề nữa là liên quan đến cái số lượng cơ quan giám định ở Việt Nam hiện nay chỉ có một. Cho nên nó rất ảnh hưởng đến câu chuyện thu thập chứng cứ và nó sẽ ảnh hưởng đến tính bình đẳng của các đương sự trong một vụ án dân sự. Vâng, vậy ông có lưu ý gì cho các doanh nghiệp trong việc đăng ký bảo hộ và sử dụng kiểu dáng công nghiệp để tránh những tranh chấp và thiệt hại không đáng có thưa ông? Ngoài việc bảo hộ nhãn hiệu thì nên nộp đơn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp càng sớm càng tốt. Và đặc biệt nếu chúng ta có thị trường nước ngoài thì chúng ta nên dùng công ước LAI để chúng ta nộp đơn ra nước ngoài với chi phí rất là rẻ. Chúng ta có thể tận dụng cái quy tắc người ta gọi là quy tắc miễn hoặc là ân hạn cho thời gian mất tính mới. Bởi vì chúng ta biết là tính mới nó là một cái thảm họa đối với người nộp đơn đăng ký kiểu dáng. Bởi vì anh đã đưa sản phẩm ra thị trường là anh sẽ không thể nộp đơn được nữa. Bởi vì nó bộc lộ ở cái việc anh sử dụng. Thì luật Việt Nam chúng ta rất chặt ở cái đó. Thế nhưng mà ở một số nước thì người ta lại chấp nhận là trong thời hạn anh đưa ra mà chưa quá một năm thì anh lại có thể vẫn nộp đơn được. Thứ ba nữa là một số nước hiện nay không có cơ chế xét nghiệm nội dung đối với kiểu dáng công nghiệp. Có nghĩa người ta không thẩm định để phân tích các tiêu chuẩn bảo hộ về tính mới, trình độ sáng tạo hay khả năng dụng công nghiệp. Nên làm cho cái thời gian này cấp bằng kiểu dáng nó rất ngắn. Nếu đã có kiểu dáng thì nên nộp đơn càng sớm càng tốt. Trường hợp thứ hai là ngay kể cả khi kiểu dáng của mình đưa ra thị trường, mình đang nghi ngờ nó nằm ở ranh giới không rõ giữa câu chuyện xâm phạm hay không xâm phạm thì chúng ta vẫn cứ mạnh dạn nộp đơn. Vâng, xin được cảm ơn ông ạ. Quý vị và các bạn thân mến, phần trao đổi của luật sư Lê Quang Vinh cũng đã khép lại chương trình Kinh doanh và Pháp luật của chúng tôi ngày hôm nay. Trân trọng cảm ơn Bộ Tư pháp, Ban Quản lý chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 đã hỗ trợ thực hiện chương trình. Mọi thông tin chi tiết và liên hệ, quý vị vui lòng truy cập website www.kinhdoanhvapháp luật.com. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mang đến niềm vui nhỏ, thổi bùng đam mê lớn, nâng tầm từng khát vọng, chắp cánh những ước mơ. Tổng công ty khí Việt Nam PVGas mang nguồn nhiên liệu sạch, hiệu quả và an toàn đến cho quốc gia, đảm bảo an ninh lương thực, an ninh năng lượng cho nước nhà, góp phần đưa Việt Nam vươn ra thế giới, hướng tới tương lai. Tổng công ty khí Việt Nam PVGas, năng lượng khơi nguồn đổi mới.